Nhận ngay một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi Kun Tỷ Phú. Kết Kun Tỷ Phú, trao tỷ nụ cười, nhận tỷ niềm vui. Wake up. Báo cáo đi. Chào thuyền trưởng Khô Lô, vẫn chưa có tin tức gì mới cả. Đã 3 tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm thấy hành tinh nào. Ta biến tất cả các người thành phế liệu bây giờ. Thuyền trưởng yên tâm, những con robot khác vì chán nản đã tự nghĩ vậy rồi. Giờ chỉ còn mỗi tôi thôi. Chẳng lẽ ta phải vùi mình trên cái phi thuyền không gian này sao? Hay giờ chúng ta quay trở về hành tinh mẹ đi. Tôi nhớ nhà quá à. Robot mà cũng bày đặt nhớ nhà. Mà người quên là cái hành tinh mẹ xấu xí đó đã bị ta tiêu diệt rồi à. Hôm nay mà không tìm được gì, ta sẽ quăng ngươi ra khỏi phi thuyền này đó. Tôi tìm được rồi. Đồ vô dụng à, lại hỏng. Một năm mà phải thay mấy chục con robot chắc ta sạc nghiệp luôn quá. Những kẻ xa lạ, hãy vui lên vì ta mang đến cho các người một tin tốt lành. Ta là tiến sĩ Đơ, đến từ trái đất mang số hiệu hành tinh Kun X1234. Hành tinh này có một màu xanh làm ta dị ứng hết cả lên. Ta đang tìm kiếm đồng đội để cùng ta thôn tính trái đất. Nếu tham gia thì ta hứa sẽ không trả lương nhưng bao cơm 3 bữa một ngày. Địa chỉ ta để ở bên dưới. Bye bye những kẻ ngu ngốc. Có chuyện gì vậy thuyền trưởng Khô Lô? Tìm cho ta mọi thông tin về trái đất mau. Tên gì lạ quá, lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tôi tìm được rồi. Trời ơi, thật là một hành tinh xấu xí quá đi. Màu xanh của nó làm ta nổi hết cả da cốc luôn rồi. Đây chính là hành tinh xanh cuối cùng. Phủ đen nó và ta sẽ không bao giờ phải thấy màu xanh gớm ghiếc đó nữa. Phấn khích quá, máu nghệ thuật đang sôi sục hết cả người ta. Nó đang thúc giục ta phải tới đó ngay lập tức. Chúc mừng ngài cuối cùng có thể đạt được tham vọng. Tôi sắp được nghỉ ngơi sớm rồi. Hãy cùng tiến về trái đất và nhập hội với tiến sĩ đó. Tuân lệnh thuyền trưởng. Không được nghịch nữa nghe chưa. Có chuyện gì vậy em Ba Sữa? Chị Mama Bay, xe tải của em bị hư rồi, trễ giờ giao sữa mất thôi. Em quên là còn có gia đình nông dân siêu phàm rồi à. Gia đình nông dân siêu phàm tập hợp. Nghe rõ vợ ơi, anh tới ngay đi. Cúm kình con mẹ, anh chớp qua đón em nhé. Ôm chặt nha Tám Tuốt. Có chuyện gì thế Mama Bay? Có kẻ xấu ở đâu hả mẹ? Sao lúc nào anh chớp chớp cũng nghĩ tới đánh nhau thế? Gia đình nông dân siêu phàm nghe mẹ. Em Ba Sữa phải giao kịp sữa đến trường, nhưng xe tải bị hư. Còn có 15 phút nữa là đến giờ học rồi. Từ đây đến trường có 10 phút thôi, nên chúng ta phải sửa kịp xe tải trong vòng 5 phút. Tuân lệnh mẹ. Để xem nào. Tám Tuốt có muốn phụ ba ba không nào? Hình như bị hỏng nguồn điện rồi ba ba. Ba ba chỉ cần thấy nguồn điện mới là được. Đến lượt con đó Chớp Chớp. Chớp Chớp đâu rồi? Đây nè ba ba bự. Đúng là nhanh như chớp chớp mà. Ba ba tháo sợi dây này ra rồi gắn nguồn điện vào. Ba ba nói dây điện này lại nè. Vậy là xong rồi đó. Con gái của ba ba thông minh quá. Xong rồi đó. Nó không lên cả nhà ơi. Ủa, con nhớ là mình làm đúng rồi mà, đúng không ba ba bộ? Để ba ba, mình chỉ cần một lực đẩy thật mạnh nữa thôi con gái à. Được rồi nè. Cảm ơn gia đình nông dân siêu phàm nha. Gia đình mình thật cool quá đi. Cả nhà mình giỏi quá. Thưởng cho ba ba bự và hai đứa sữa cool nè. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn vợ. Ủa, mà sao mình đổi ba bì hả mẹ? Đây gọi là túi Ecolin, vừa tiện dụng mà còn có lợi cho môi trường nữa đó. Sữa cool nhà mình ngon quá mẹ ha. Nhờ ba ba bự con sáng nào cũng dậy sớm chăm sóc đàn bò đó. Nhà máy quá tải rồi sếp ơi. Nếu cứ tiếp tục thì không khí sẽ rất ô nhiễm. Không ai có thể làm việc được. Không cần biết. Nếu chậm tiến độ thì anh có đền nổi không? Thứ gì vậy? Chính người tạo ra ta mà không biết ta. Nói ta là lão ôi. Người đang sinh ra muốn nhà mấy người thải ra đó. Cái gì vậy? Ghê quá. Ăn qua. Ăn no rồi thì làm gì bây giờ vậy? Con quay giật. Tiến sĩ Đơ đến từ trái đất và số hiệu hành tinh Kun X1234. Chẳng lẽ không ai hứng thú với kế hoạch của ta hết hay sao? Một lũ ngu ngốc. Đã vậy ta sẽ thôn tính trái đất này một mình. Ta căm ghét gia đình nông dân siêu phàm. Ba bự, ma bay, chớp chớp, Tám Tuốt. Để ta xem các người cười được bao lâu. Trời ơi, ta ghét mọi thứ. Ngươi định ghét ta luôn hả? Nhưng ông thật là buồn cười đó tiến sĩ Đơ. Chào mừng đến với hang ổ của ta. Chúng ta sẽ cùng đánh bại gia đình nông dân siêu phàm và chiếm lấy trái đất. Ba bự ơi. Ba không nghĩ vậy đâu. Tiến sĩ Đơ làm gì có phi thuyền. Cả gia đình nông dân siêu phàm nghe mẹ. Papa và Chớp Chớp hãy đi cứu đàn bò. Tám Tuốt hãy lên lưng mẹ và tạo một cơn mưa lớn để rửa sạch nông trại. Vâng lệnh mẹ. Ở đây được rồi mẹ. Cun cun cun, mẹ ơi, cho mình một ít mưa để làm sạch nông trại nhé. Cảm ơn Mai. Các ngươi là ai? Tiến sĩ Đơ rủ các ngươi đến phá nông trại của ta. Lô lô lô, hãy vểnh tay lên mà nghe. Ta là Cô Lô báo vương hành tinh. Ta là lão bụi yêu màu đen. Ta là tiến sĩ Đơ và ta ghét mọi thứ. Luôn tạo nghiệp, ghét màu xanh, yêu rắc rối. Bọn ta là liên minh ác nhân. Hả? Trước đây ta chỉ có một mình, nhưng lần này chúng ta sẽ đánh bại các ngươi và chiếm lấy nông trại, tiêu diệt hết thảy màu xanh. Gia đình ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tấn công! Sao đòn chốt hạ của ta đâu. Ta không thể như thế được. Mệt muốn chết. Các người hãy xem phát minh mới của ta đây. Cỗ máy này sẽ... Nhanh lên, nổi dài dòng quá, bọn ta chịu hết nổi rồi. Xin lỗi, thói quen mà. Cùng chịu đòn đầu khối luôn. Ai nói ta hút người thế? Ta hút con bò béo ỉ đằng kia kìa. Còn không mau cứu nó đi, Nguyễn Phương bò ngu lắm mà. Bắt lấy này tổng thống. Nguy hiểm quá. Ôi da, cái mông của tôi. Hả? Thành công rồi, ta thành công rồi. Thành công rồi. Yahoo. Kể từ giờ, nông trại sẽ là căn cứ mới của chúng ta. Hãy tiêu diệt hết màu xanh trên trái đất này. Yahoo. Không có gia đình nông dân siêu phàm thì phải làm sao đây? Mình đang ở đâu đây? Hả? Chuyện gì vậy? Hả? Mình đang ở đâu đây? Cái mùi gì mà gớm ghiếc vậy nè? Hả? Tiếng gì vậy ta? To quá. Xém chút nữa thì tôi rồi. Đây là đâu mà mọi thứ trở nên như vậy cơ chứ? Papa ơi! Mama ơi! Em Tám Tuốt ơi! Chắc là âm mưu của tiến sĩ Đơ đã thành hiện thực. Không còn gia đình mình ngăn cản, lão ta cùng đồng bọn liên tục xả rác nên ô nhiễm như thế này. Mình phải tìm gia đình mình ở đâu đây? Ôi! Ôi! Ma! Trời con ma! À! Đừng chạy theo tao nữa! Cút đi con ma kia! Hả? Nghe như tiếng bò mu thì phải. Là mu sao? Có phải là mu không? Ê, bẩn quá đi mất. Bò mu! Đúng là bò mu rồi! Mừng quá! Mà bò mu có phát hiện gì xung quanh không? À, 2029. Hóa ra mấy tia chớp kia đã đưa mình đến tương lai. Chúng ta sẽ đánh cướp phi thuyền của bọn robot để thoát ra khỏi đây. giờ Mu đứng yên ở đây để chớp mò về phía phi thuyền, tìm cách lên để điều khiển nhé. Mu nhớ đứng yên đây nghe chưa? Nhớ giữ yên lặng, chớp đi đây. Ôi, bị lỗ tẩy rồi. Con e lại xong ta. Bao đâu. Chết rồi, làm sao đây? Bắt lấy hai con chúng mình, một con một bé nha. Mu, chạy ngay đi tìm chỗ nấp đi. Giật nè, điều chúng nó thành thây luôn. Nếu chúng nó thành than luôn. Hả? Dừng lại. Bắn tệ quá, trật lết rồi nha. Sao nó làm được như vậy? Hết bắn lung tung nha các bạn. Chuyện này sao nó lại như vậy? Bọn này nhanh lắm quá, phải lấy phi thuyền để giết chúng nó. Đúng, nhanh sao? Đúng, nhanh lên. Nhanh. Cảm ơn nhiều hai bạn. Cho tớ mượn phi thuyền chút nha. Ở ngoài chơi vui vẻ. Bye bye. Mở cửa ra, ra phi thuyền của ta. Mở cửa. Mở cửa ra. Ra phi thuyền cho bọn ta. Xem xế hộp này lái ra sao nè. Hả? Nhiều nút quá, phức tạp hơn mình tưởng. Nút này xem sao. Ôi, nó đang điều khiển phi thuyền của mình kìa. Ê, nó đang điều khiển phi thuyền của mình kìa. Con đừng làm bằng phi thuyền. Không thì sếp sẽ biến chúng ta thành rác thải mất. Chết lại. Hả? Ấn thử cái nút này xem nào. Em mệt quá. Trả phi thuyền lại cho chúng tôi. Chóng mặt quá. À, là bò Mu. An toàn rồi Mu ơi. Hóa ra phi thuyền này đã mặc định đi về căn cứ mẹ rồi Mu à. Cái tháp hiện lên trên bản đồ chắc chắn là căn cứ mẹ rồi. Chúng ta cùng nhau lên đường tìm Papa, Mama và Tám Tuốt thôi. Thẳng tiến về căn cứ mẹ nào Mu ơi. Mu nghĩ đi, nếu trong quá khứ mình cứ xả rác thì tương lai sống với rác là đúng rồi. Ngay cả nước sạch còn không có mà uống. Hôi thối như vậy ai mà ở cho nổi. Chỉ có robot mới ở được thôi. Mu, nhìn kia, chúng ta đến nơi rồi. Mu. Chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng Mu ơi. Ê, có người phía trước, tìm chỗ trốn mau. Mui à, ông biết bay nên đi đây đi đó thích thiệt đó. Hồi đó thôi ông ơi, bây giờ đi đâu cũng toàn là rác. Tôi có ý này, hay mình đi xả rác ở các hành tinh khác đi. Mơ đi ông ơi, khô lô còn lâu mới đi. Vậy tôi sẽ tự đi. Hay ông chế cái máy làm hắn thay đổi suy nghĩ đi. Tôi chỉ chế được chất độc thôi. Hả? Chết rồi, làm sao đây? Cái gì vậy? Nhìn ông thật là buồn cười đó tiến sĩ Đơ. Ta ghét chuột. Coi vậy mà nhát dữ tiến sĩ Đơ. Roboto, Roboto, tôi đang ở. Các người anh ở sao mà xả rác quá trời, lại còn để chuột làm ổ ở đây vậy hả? Dạ. Dạ cái gì? Tại bình thường này cũng ở dơ, xả rác bừa bãi nên tụi tôi mới bắt chước thôi mà. Còn dám cãi nữa hả? Ta cho các ngươi thành sắc dũng bây giờ. Thôi thôi, tha cho tụi nó đi Đơ. Tụi bay dọn dẹp cho sạch nghe chưa? Dạ. Ta dặn ngươi canh giữ con bé 8 thuốc đàng hoàng. Ngươi có làm theo không đó? Dạ, dạ yên tâm, tôi canh gác kỹ lắm. Nhớ chăm sóc con bé cho kỹ. Nó mà bị gì là ngươi chết với ta. Dạ. Mà sao ông đối xử với con bé tốt vậy? Chẳng giống ông một chút nào. Nhìn nó tôi nhớ bà Mama Bay hồi trẻ. Nhớ biết đâu nó sẽ nói tốt với tôi cho Mama Bay. Thôi sao cũng được, đi phá nốt cánh rừng ngoài kia thôi ông ơi. Thôi ông đi một mình đi, tôi còn phải đi nghiên cứu hóa chất đây. Kỳ cục, ở dơ mà không cho mình ở dơ. Thì ra em Tám Thuốc cũng đang ở đây. Mình phải đi tìm em mới được. Đợi ở đây nha Mưa. Mình sẽ bám theo lão tiến sĩ Đơ để tìm Tám Thuốc. Phủ bởi toàn bộ rác, nguồn nước bị nhiễm bẩn nghiêm trọng. Không khí chỉ toàn bụi và các chất độc hại. Ta cũng không thể trụ được lâu nữa. Không được, cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Có cách nào không cây thần kỳ? Chỉ có một cách là phải phá hủy nhà máy hóa học của tiến sĩ Đơ và tạo ra nguồn nước sạch. Chỉ có thể giao cho một mình con. Thôi chứ, mày đòi đi sao? Mày đây. Hả? Toàn bộ nhà máy sẽ ngưng hoạt động. Ta sẽ cứu được mọi người. Chuyện gì thế? Chạy đi đâu hả Tám Tuốt? Ngươi đã mắc bẫy của ta rồi. Chạy đi dịch ba phải. Ông mà làm gì tôi thì tôi sẽ mép ba bộ đó. Lô lô lô. Ui ta sợ quá. Ngươi mét đi. Ngươi mét thử ta xem nào. Robot đâu? Bắn nó cho ta. Đừng dừng lại. Đừng hại Tám Tuốt. Hãy giao nó cho ta. Ông bị gì vậy tiến sĩ Đơ? Bình thường ông ghét con nít lắm mà. Ừ thì ta ghét con nít thiệt. Nhưng mà Tám Tuốt rất thông minh. Con bé sẽ giúp ta hoàn thành được cỗ máy thời gian đó. Phải không? Hay là do Tám Tuốt giống Mama Bay, người thương của ông? Làm gì có chuyện đó. Thôi được, ta cho ông 3 ngày. Nếu 3 ngày sau mà không xong được cỗ máy thời gian thì đừng trách ta. Đói bụng quá Papa Bự ơi. Nếu có Mama Bay ở đây là nãy giờ mình đã có sữa cun uống rồi. Không được, mình phải quyết tâm ra khỏi đây. À hả? Có chuyện gì vậy? Tôi đau bụng quá. Đồ ăn các người ô nhiễm quá. Trời ơi, phải làm sao đây? Lỡ có chuyện gì, ta sẽ bị tiến sĩ Đơ biến thành sắt vụn mất. Đưa tay vào vòng y tế mau lên. Bao đâu. Các ông thấy sao? Tôi tính thế này. Chúng ta tha hồ xây dựng thêm nhà máy hóa chất ở đây. Hả? Ông đúng là vô dụng mà tiến sĩ Đơ. Có một con bé mà cũng giam giữ không được. Tôi đã dặn dò lũ robot canh giữ cẩn thận đồ mà. Thôi không có thời gian bàn cãi đâu. Mau đi bắt nó lại. Một lần mà ngươi còn dám bỏ trốn. Lần này ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bình tĩnh nào khô lô. Không còn nói nữa thì ta sẽ bắn ông luôn đó. Tám Tuốt đâu rồi? Ủa, mới đây mà. Hả? Nó kìa. Đuổi theo đó. Cũng may anh Hai tới kịp. Em sợ quá anh Hai ơi. Có anh Hai rồi, không cần phải sợ nữa. Là giờ sao mình ra khỏi đây hả anh Hai? Không phải em đang chế tạo của mấy thời gian với tiến sĩ Đơ hả? Mình dùng nó để trốn thoát được không? Em chưa sửa sao? Mà chắc là được. Đi lấy này nè anh Hai. Đúng là chỉ có Tám Tuốt mới nói chuyện với bò Mu được. Đây là cỗ máy thời gian. Nếu sửa xong thì chúng ta có thể trốn thoát và tìm lại được ba mẹ đó. Thật hả? Hả? Không ổn rồi, ta đã bị phát hiện rồi. Con kể lại xong ta. Bao đâu? Bao đâu? Mở cửa ra nhanh lên, tụi bay đâu? Phá cửa cho ta. Anh hai và Bò Mu sẽ tìm cách cản ba lão ác nhân lại. Em tranh thủ sửa phi thuyền nha. Có mở cửa ra không thì bảo. Mau mở cửa ra cho ta. Mở ra mau. Nhanh lên Tam Tuốt, anh không giữ được lâu đâu. Các cô sẽ biết đây. Mở cửa ra. Ôi da, gãy cái tay ta rồi. Từ nãy đến giờ không mở nổi cái cửa. Một lũ vô dụng. Đánh ra cho ta. Em sửa xong rồi. Không. Đuổi theo cho ta. Đuổi theo cho ta. Bắn hạ phi thuyền cho ta. Nhẹ tay thôi. Coi chừng hư phi thuyền đó khô lâu. Trời ơi tức quá. Đơ ơi là đơ. Thoát rồi. Em sợ quá. Giờ hãy cùng đi tìm ba mẹ thôi. Em đã dò được thời gian của ba mẹ rồi. Đi thôi anh hai. Có nhiều nhà máy hóa chất quá Papa ơi. Chúng ta phải nhanh chóng phá hủy hết các nhà máy hóa chất đi thôi. Môi trường ô nhiễm nặng quá rồi. Vâng, chúng ta đi thôi. Ta tìm nàng mãi đây. Mama Bay, Mama Bự, để ta bắn mi thằng Cương luôn nè. Ông nhắm bắn cái kiểu gì thế? Trật lất hết rồi, đưa đây cho tôi. vậy thì tóm được nè rồi nhé. 337. Cái phi thuyền kia ở đâu ra vậy? Chúng ta lại đoàn tụ rồi. Tát Túc, Chớp Chớp, may quá, các con vẫn an toàn. Cả đám gia đình nông dân siêu phàm kia rồi. Đuổi theo cả gia đình nông dân siêu phàm. Ông đưa đây. Lần này để tôi. Đừng. Chóng mặt quá. Hả? Ta thành công rồi. Ta đã làm được. Gia đình nông dân siêu phàm đã biến mất rồi. Yeah. Chúng ta bắt đầu kế hoạch tiêu diệt màu xanh trên trái đất thôi. Hả? Ủa? Kia chẳng phải gia đình nông dân siêu phàm ư? Hay là mắt tôi có vấn đề? Gì cơ? Không thể nào. Ta đã thành công rồi kia mà. Hả? Hả? Chuyện gì vậy? Ủa? Chuyện gì vậy? Bọn nào thế kia? Người ta đau ê ẩm hết rồi. Ai bảo ông bắn vào đám đồng hồ đấy? Ta nào có biết bắn vào thì sẽ thành một cổng không gian đâu. Các ông nhìn kìa. Có phải mắt tôi bị hoa không? Mà sao tôi thấy có hai ông và tôi đứng phía trước kìa. Cái gì? Hả? Trong mình thật oai phong, rất có dáng làm bá chủ thiên hà. Ông khỏe không? Tôi rất khỏe. Trông ông đẹp trai quá đi. Ông cũng không kém phần đâu. Ta vẫn béo đẹp như vậy hỉ? Gia đình nông dân siêu phàm, lần này xem các người có thoát được không. Papa, Mama, chúng ta làm sao bây giờ? Có đến 2 liên hiệp ác nhân, bọn họ mạnh quá Mama ơi. Làm sao bây giờ đây? Chúng ta giờ phải làm như thế này. Các người nói với nhau lần cuối cùng đi. Mama Bay, nàng sẽ phải khuất phục ta thôi. Đừng có mơ. Gia đình nông dân siêu phàm tiến lên. Hãy xem đại siêu bão của hai chúng ta đây. Nhận lấy. Đừng có mơ. Đối cũng như là ta đây. Ta nữa. Papa Tử, ngươi hãy xem đây. Chạy đi đâu hả Chớp Chớp? Thả ta ra. Vô vô. Tiếp chiêu đi. Ta sợ chết. Vậy mà chưa chết chưa. Lão Bùi phiền phức quá. Tám túc yêu quý, hãy lại đây nào. Nguy rồi. Hãy lại đây nào. Tiến sĩ Đơ, ông đừng hòng bắt được Tám Túc. Bay, nàng đến rồi à? Ta chỉ muốn chơi với Tám Túc dễ thương xíu thôi mà. Tám Túc, tôi đi ngay đi, nhanh lên. Tiến sĩ Đơ, ông không được động vào các con của tôi, ông sẽ phải hối hận đấy. Nàng đâu, bọn ta đều yêu quý các con nàng. Đúng đúng, bọn ta chỉ chơi với Tám Túc thôi mà. Đừng nói nhiều. Bà Mu ơi, đây rồi. Mình thiếu dụng cụ để có thể sửa được cỗ máy thời gian. Bà Mu, cậu hãy đi về nông trại, cầm cho mình dụng cụ sửa chữa đến đây nhanh nha. Chạy mà chưa chớp chớp. Nhanh lên Tám Túc. May quá, Mu về rồi. Cảm ơn bà Mu. Ba Bự, ngươi chịu thua đi. Chết nè Ba Bự. Mà mày, đợi ta. Bình tĩnh nào, Mama Bay. Tám Túc, cưới lên con gái. Mình phải nhanh hơn nữa mới được. Cố lên, Tám Túc của ta. Hai người đừng học đuổi được ta. Lại thế đâu, lão Bùi. Đuổi theo ta nè. Mama Bay, thua đi. Kết thúc rồi. Gia đình nông dân siêu phàm sống lên. Tiêu diệt gia đình nông dân siêu phàm. Các người thua rồi. Mọi người tránh ra đây. Vậy mấy thời gian. Ba, giỏi lắm con gái. Chúng ta thắng rồi. Gia đình chúng ta đã vất vả rồi. Mama có mang theo sữa cool đây. Mọi người cùng nạp năng lượng nào. Yeah, con đói rồi. Sữa cool tuyệt quá. Thờ ngao ngờ, chạy đâu cho thoát. Nếu không muốn ta biến thành bụi thì mau đứng lại cho ta. Nếu lão mà bắn chúng ta thì ba lô cũng sẽ tan tành, còn lâu lắm mới cướp được. Để ta xem Mi làm cách nào thoát được khỏi bức tường bụi của ta. Ôi à. Hay à. Lão tưởng ta sợ lão à? Còn lâu. Bắt sống Quang Hải, không bắn. Nó đang giữ quả bóng cun. Bắt lại. Hả? Nguy rồi. Chạy đâu cho thoát. Bóng cun đây, tới mà lấy. Cứ lấy trái bóng cun cho ta. Hey. Xí hụt. Ôi da ơi, trời sập. Đã hiểu thế nào là sức mạnh của quả bóng cút chưa? Cản người thông báo. Ê, không phải. Chị Thơ Nguyễn. Ha? Chạy thôi. Không xong rồi. Nhanh 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 nhanh. Ha? Ha? Đau quá. Chị ơi, chị có sao không? Nhìn kia, nơi này trông quen quá. Em chả thấy quen gì cả. À, nhớ ra rồi, mình đã thấy trên TV quảng cáo về nông trại siêu phàm và sữa cun. Nông trại siêu phàm ư? Em tát chị một cái đi. Mà, anh hay đánh cơ. Không phải, chị nói em tát nhưng đâu có cần phải nhiệt tình như vậy đâu. Là nơi làm ra sữa cun cho chúng ta uống đó. Có gia đình nông dân siêu phàm đó. Chị đã ao ước được tới đây lâu rồi. Không ngờ lại tới trong hoàn cảnh này. Chị đã thấy nông trại này trên vỏ hộp sữa cun. Yeah. Và như vậy là chúng ta đã được cứu rồi. Mau đi tìm gia đình nông dân siêu phàm thôi. Nhưng chúng ta không chạy nữa hả? Bọn kia sắp đuổi đến nơi rồi. Không, không cần nữa. Vì ở đây là nơi an toàn nhất. Có ai ở đây không? Ai tới vậy ta? Mọi người ơi, nhà chúng ta có cái nè. Hả? Lại là bọn đơ à? Đúng là gia đình nông dân siêu phàm đây rồi. Dạ không, em chào mọi người, em là chị Thơ Nguyễn có hay xem nè. Xin chào mọi người, em là Quang Hải. Vui quá. Nhưng tại sao mọi người lại đến được đây? Nơi đây rất xa thành phố mà. Chúng tôi bị bọn xấu rượt đuổi. Nhưng bọn xấu là ai? Em cũng không biết. Tên này có thể tạo ra rất nhiều bụi. Còn tên đuổi theo em rất giống robot. Nó lại muốn lấy quả bóng của em. Bụi và cô lô. Nhưng tại sao chúng lại muốn lấy hai thứ này? Em cũng không biết. Thật khó hiểu. Hai thứ này có gì nổi bật đâu chứ. Chắc chắn nó có gì đặc biệt thì Liên hiệp ác nhân mới tìm nó chứ anh hai. Ừ, đúng rồi. Mẹ ơi, mẹ cho chị Thơ lại đây với con đi. Không Liên hiệp ác nhân bắt chị đi mất. Mama ơi, cho cả Quang Hải ở lại nữa. Để còn dậy chớp chớp đá bóng. Tưởng gì, con đá có khi còn giỏi hơn anh Quang Hải. Ba quên con nhanh như chớp rồi à? Nhanh thôi chưa đủ con à. Đá bóng cần phải có kỹ năng nữa. Anh có muốn thi với em không? Mình thi tân bóng. Ai tân bóng lâu và đẹp hơn, lại được nhiều người cổ vũ hơn thì thắng. Anh thấy sao? Tùy em. Xem đây. Hey. Hey da. Hey hey hey. Hey hey hey. Con trai giỏi lắm. Cố lên con. Cố lên. Hả? Hey. Da. Ha. Hu. Ha. Quang Hải, Quang Hải, Quang Hải, Quang Hải, Quang Hải. Mu, mu mu. Tân bóng thì có gì hay chứ? Hả? Mọi người ơi, phải theo ăn của cậu ấy đi. Cậu ấy đang rất buồn. Không được, như vậy là hư. Nếu chúng ta đuổi theo, chớp sẽ không biết nhận lỗi đâu. Đúng vậy đó, Thơ yên tâm đi. Nhưng em có thể đọc được suy nghĩ của cậu bé. Cậu ấy không muốn làm như vậy đâu. Chiều chớp sẽ quay về thôi. Em tin chị đi, chớp là đứa bé hiểu chuyện mà. Thâu tóm được thằng chớp chớp rồi. Gia đình nông dân siêu phàm và hai đứa kia sẽ biết tay ta. Con xin lỗi cả nhà, con sai rồi. Không sao đâu con trai à. Lần sau thua thì mình cố gắng hơn. Đừng tự ái như vậy nha con. Thời thấy chưa, chớp không dỗi lâu đâu. Con trai chị hiểu mà. Vâng. Chị Thơ có nhiều đồ chơi quá à. Cả bóng côn cũng trong này nè. Chị phải dùng nhan sắc này để dụ dỗ anh Quang Hải cho chị mượn bóng côn đó. Na trả tớ. Không được. Tiến sĩ Đơ, kế hoạch bất thành rồi. Quả bóng đã bị giấu vào ba lô cun của Thơ Nguyễn. Bà Thơ ôm rất chặt. Tôi không thể làm gì. Ta đã nói với ông rồi, làm sao mà tính được cho thằng nhóc vô dụng đó. Ông cứ bình tĩnh, ông phương án 2 mà. Bây giờ ngươi sẽ làm theo kế hoạch như thế này. Ngủ ngon giấc quá. Em cũng vậy, không khí thật trong lành. Mọi người mau qua đây ăn sáng, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Hả? Bà mẹ rất tự hào về con. Chàng trai ạ. Bà cũng rất tự hào về con. Mọi người cứ ăn trước đi, con ra ngoài có việc. Phương án 2 đã chuẩn bị xong. Mọi người có thể vào nông trại. Chớp đã hoàn thành phương án 2 rồi. Chúng ta tiến hành thôi. Làm sao mà vào đó được. Đội quân robot của ta đã bị thiệt hại rất nặng nề từ lần trước. Ông quên nhanh vậy. Nhưng sáng nay cả gia đình đã uống thuốc độc do ta đưa cho Chớp. Chúng sẽ mất đi năng lực siêu phàm trong một thời gian. Tôi nghĩ ông không cần mang theo đám robot ăn hại đó nữa đâu. Để còn chờ gì nữa, tấn công thôi. Tấn công vào nông trại côn. Bữa ăn sáng tuyệt quá. Chớp học ai mà nấu ăn ngon quá vậy. Hả? Mọi người, phi thuyền của Liên Hiệp Hạt Nhân đang đến. Em có nhìn thấy gì đâu ạ? Em cũng chả nhìn thấy gì hết. Mama em có đôi mắt tinh nhất nhà đó. Mama đã nói thế thì chắc chắn là đúng. Mấy lão ác nhân này lại muốn gì đây? Em không biết nữa, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Đây chính là những kẻ đã rượt đuổi bọn em. Cái lão xanh lét kia kìa, đuổi theo em để lấy ba lô. Đã vậy còn xả bụi mù mịt á. Xin chào Mama Bay. Ta đến thăm nàng đây. Ngoài việc đến thăm nàng ra, ta còn đến để đòi bóng côn và ba lô côn đây. Các người mau mau đưa đồ ra đây. Ai cần ông đến thăm Mama? Ba tôi cho ông một trận bây giờ. Núi đèn ngươi chưa sợ hay sao mà dám tới đây? Ông có giỏi thì qua đây mà lấy bóng cun và ba lô cun xem. Ta cần gì phải mất công qua lấy. Để ta cho các ngươi một bất ngờ. Xin giới thiệu một đồng minh thân cận mới toanh của chúng ta. Ra đây nào anh bạn. Hả? Không phải nào. Quả bóng cun của em. Chớp bị làm sao vậy? Chớp hình như bị dụ dỗ rồi. Mama Bay, nàng thấy ta thân thiết với con trai nàng chưa? Hãy đi theo ta nào. Thơ Nguyễn, mau ngoan ngoãn đưa cả ba lô cun đây. Lão Bụi, ông đừng có mơ, đừng mong ta đưa ba lô cun ra. Tiến sĩ Đơ, ông đã làm gì con trai của tôi? Mau khiến Chớp trở lại như cũ, nếu không các ngươi sẽ biết tay ta đấy. Ôi, Ngươi dọa làm ta sợ quá đi. Có giỏi thì làm gì ta xem. Màu biến chớp chớp trở lại như cũ và trả ta quả bóng cung ngay. Bằng không gia đình nông dân siêu phàm sẽ cho các người biết tay. Để ta xem các ngươi còn khả năng làm được gì mà lớn tiếng dữ vậy. Đã ăn phải thuốc do ta chế tạo thì còn lâu mới mong lấy lại sức mạnh. Chớp chớp, hãy mau lấy ba lô côn về đây cho ta. Nhanh lên. Đừng chớp chớp, con mau tỉnh lại đi. Vâng, tuân lệnh sếp. Bắt được con rồi. Thả ta ra, thả ta ra. Sếp ơi, ba mẹ đây mà con. Không ổn rồi, thằng bé có vẻ không nhận ra ai cả. Thả ta ra, thả ta ra. Tiến sĩ Đơ, ông đã làm gì con trai tôi? Tôi sẽ cho ông biết tay. Nàng đừng có nóng, chớp nó hơi chập bạch tí thôi. Chút là tỉnh ý mà. Ông giải thích gì chứ? Lằng nhằng quá đi. Tao đi lấy ba lô côn thôi. Sao? Kế hoạch của ông thất bại nữa hả? Chớp không hoạt động được nữa rồi kìa. Chớp chớp chỉ là một công cụ thôi. Ta đã có quả bóng côn rồi còn gì. Các robot chiến đấu đâu? Sống lên đâu. Tao đi lấy ba lô côn thôi. Tao không vận động một chút nào. Nguy rồi, chúng đông quá. Anh Chớp Chớp, bà Mu ơi. Sao kỳ cục vậy? Tên ba ba bự uống thuốc của ta rồi vẫn khỏe vậy sao? Chớp đã bất tỉnh rồi. Mưu hãy cõng chớp nha. Kỳ cục tập 2. Sao ma ba bay vẫn còn năng lực vậy ta? Tiến sĩ Đơ, ông làm cái trò gì thế hả? Sao kêu theo kế hoạch, bọn chúng sẽ mất hết năng lực. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Theo kịch bản là phải như vậy chứ nhỉ? Đúng là vô dụng mà. Mu, bà Mu đã đón được anh Chớp Chớp rồi nè. Mu Mu, giờ chúng ta phải đưa anh Chớp Chớp tới chỗ cây thần kỳ. Cây thần sẽ biết phải làm gì. Mu, đi thôi. Mu Mu. Chào thơ ngáo ngơ. Lại gặp nhau nữa rồi. Đây đâu cho thoát. Lần này đừng mong thoát khỏi ta. Không được. Không thể để mọi người gặp nhau. Tức quá là tức mà. Quang Hải, mi sẽ biết tay ta. Mà bay, xem ngươi còn bao sức mà tránh đòn của ta. Ê, ông đừng làm bị thương ma bay. Tránh cái mặt của ông ra coi. Vụ này phải thế. Dám bắn vợ yêu của ta. Chết nè. Đau quá má ơi. Quả bóng côn của ta đâu rồi? À, kia rồi. Hả? Quang, cho mình xin lại quả bóng nhé. Trả quả bóng côn lại cho ta. Quang, người đứng lại cho ta. Mu. Quang Hải, em đừng lo, anh đã giúp em đây. Không sao, lần này em sẽ tự đối mặt với lão bụi, anh yên tâm. Nói cứng quá vậy, xem ngươi làm được cái gì. Ta là bất tử đó. Dù thế nào ta cũng không sợ ngươi đâu. Cứ đứng yên đây tiếp chiêu của ta đi. Được, ta đứng yên đây xem mi làm cái trò hề gì nè. Mũi đốt inox. Đỡ lấy sức mạnh bóng côn. Yeah. Không ổn rồi. Sức mạnh quả bóng côn nguy hiểm quá. Quang Hải, em tươi quá. Đúng là sức mạnh côn kỳ diệu. Trong mặt quá. Miệng ta ăn toàn là bụi rồi. Hả? Cô Lô, ông có sao không? Sao chăng cái gì? Ta bị bể cả mũ bảo hiểm rồi đấy nè. Tất cả là tại cái kế hoạch chết thiệt của ông. Kỳ cục, kế hoạch của tôi rất hoàn hảo. Sao có thể hỏng được? Không thể nào. Các người tại sao lại không hề hấn gì chứ? Job đã theo kế hoạch của ta, hạ độc vào bữa ăn sáng để làm các người mất hết năng lực cơ mà. Ta đã đọc được suy nghĩ khác lạ của Chấp Chấp nên đã dạy mọi người không được ăn đồ ăn của Chấp Chấp đâu. Vì thế kế hoạch của các người đã hỏng bét. Tiến sĩ Đơn, các ông đã thua rồi. Hãy trả Job về lại như bình thường. Chúng tôi sẽ tha cho các ông một lần này. Kế hoạch của ta hỏng từ đầu ư? Tôi biết ngay mà. Ông làm cái gì cũng bè bét hết. Chần chừ gì nữa? Không chịu trả Chớp Chớp về như cũ thì ta tới đây. Rồi, làm gì đi Khô Lô? Làm gì? Chúng đông quá đi. Súng của ta dở rồi. Robot tôi hết rồi còn đâu. Đừng lo, có ta đây. Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hả? Biết. Ủa? Lão Bụi, sao ông thành bé tí thế này? Chạy thôi, là do sức mạnh quả bóng côn đấy. Còn chưa kịp chào tạm biệt. Khô Lô, ông mau mau làm gì đi chứ. Để ta cho các người thưởng thức bão laser nào. Mau đi chặn súng laser của chúng lại. Được, em yên tâm. Ba bước đẹp lên số 3. Được, nhưng em cẩn thận đó. Chớp hả? Nguy hiểm quá. Đau quá. Ông nhắm mắt cái kiểu gì thế hả? Bắn vào Chớp Chớp rồi ta lấy ai làm con tin? Chớp ơi, còn tóm Quang Hải lại làm con tin. Nhanh lên, không kịp rồi. Ba bự, ngươi chậm hơn ta rồi. Quang Hải giờ là con tin của bọn ta rồi. Mau ngoan ngoãn giao động ba lô cuốn ra đây. Các ngươi đừng hông. Các ngươi thật là quá đáng, không fair play gì cả. Vì bọn ta là liên hiệp ác nhân mà. Các ngươi có giỏi thì hãy đấu một trận bóng để xem bên nào thắng. Bọn ta sẽ lấy ba lô và bóng cun ra để làm phần thưởng nếu các ngươi thắng. Còn nếu chúng ta thắng thì các người phải trả Quang Hải lại cho chúng ta. Đúng vậy. Chuyện nhỏ. Tưởng gì chứ thi đá bóng các ngươi tưởng là bọn ta sợ chắc. Ông điên hả Khô Lô? Bên chúng ta có ai biết đá bóng đâu mà ông lại nhận lời thách đấu của chúng. Ông quên chúng ta vừa bắt được Quang Hải hay sao? Hả? Có Quang Hải thì ta muốn sản xuất ra bao nhiêu đội bóng để đấu với gia đình nông dân siêu phàm mà trả được. Được. Chúng ta chấp nhận lời thách đấu của các ngươi. Cố lên Chớp Chớp, anh tin em sẽ làm được. Mình đang ở đâu đây? Tuốc ơi, dậy thôi. Chào buổi sáng Chớp Chớp. Chị Thơ ơi, mọi người đi đâu hết rồi? Mọi người cần phải tập luyện ngay bây giờ. Chị có cái này cho em đây. Wow, áo đá banh gia đình siêu phàm này tuyệt quá. Cả nhà đã sẵn sàng rồi cô trai. Cả nhà nhìn con nè. Yeah. Chấp chấp có kinh nghiệm đá banh nhất nên mọi người quyết định bầu em làm huấn luyện viên. Rõ, em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Con sẽ phân công vai trò của từng người. Ba sẽ là tiền đạo, uy hiếp khung thành đối phương. Không, ba bự sẽ là hậu vệ. Gì kỳ vậy? Với sức mạnh của ba thì chỉ cần ủi hết lũ robot một phát là xong. Làm hậu vệ thì phí quá. Thẻ đỏ, lỗi thô bạo trong bóng đá sẽ bị đuổi khỏi sân. Ba biết rồi, ba giỡn thôi mà. Mẹ làm thủ môn thì con yên tâm nhất rồi. Để đó cho mẹ. Em và bò mu sẽ là cặp trung vệ đỉnh nhất, kiểm soát khu vực giữa sân. Yeah, còn chị Thơ Nguyễn sẽ làm gì hả anh hai? Tạm thời thì chị sẽ ở bên ngoài cổ vũ đã nhé. Em thích đá bóng với chị cơ. Con sẽ là tiên đạo. Với sự sắp xếp của anh hai thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại đội bóng ác nhân. Ba, chuyền bóng cho con. Cũng được đấy chứ con trai. Trời ơi là trời. Tám Tuốt, chuyền bóng cho anh. Chuyện nhỏ như con thỏ. Đúng là thói quen sợ bẩn của mấy bà mẹ không hợp với đá banh mà. Đá thế này thì làm sao mà chiến thắng đội bóng ác nhân được? Hả? Một lũ vô dụng. Chị Thơ Nguyễn, chị có ý tưởng này nè. À, như vậy mới ra một đội bóng chứ. Ba sắp thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi. Ba của con mà. Mừng, thử đi. Đây là chiếc máy bắn bóng với đầy đủ các cấp độ mạnh và các hướng khác nhau. Mama tập thử với nó nha. Con cảm thấy mình chỉ có thể là một cầu thủ giỏi thôi. Còn làm huấn luyện viên, con xin nhờ chị Thơ Nguyễn. Thật ra mọi ý tưởng sáng nay đều do chị Thơ Nguyễn nghĩ ra hết. Với năng lực phán đoán của chị, em tin chị sẽ làm tốt mà. Phải đấy chị Thơ. Chị làm huấn luyện viên của tụi em đi. Vậy từ giờ chúng ta sẽ tích cực luyện tập để đánh bại đội ác nhân. Dù có cố gắng thì cũng không thể nào sánh được với đội quân robot của ta. Mà ta còn có cả một vũ khí bí mật nữa chứ. Đem hắn lên đây. Hả? Ta sẽ sao chép toàn bộ kỹ năng đá bóng của người và tải vào đội bóng robot bất khả chiến bại của ta. Để ta xem gia đình nông dân siêu phàm làm sao mà đấu lại chúng ta. Ôi. giết gia đình Long Hưng Chiếu Phàm, để ta xem các người cười được bao lâu. Ông lúc nào cũng hấp tập bình thường. Im hết đi cho ta, hãy cho các ngươi cười. À, đội bóng thua cuộc đây rồi. Các ngươi mau giao ba lô phản quang đi, rồi chúng ta sẽ tha cho. Ông đừng hòng, đội bóng siêu phàm sẽ đánh bại các ông và cứu lấy anh Quang Hải. Xuất hiện đi. Không lẽ... Đây chính là mẫu robot Quang Hải mới nhất của bọn ta đó. Chưa đá cũng biết ai thắng rồi. Chán quá đi mất. Bây giờ các ngươi bỏ cuộc cũng chưa muộn đâu. Đừng không. Hãy chờ ta ngồi không chán qua đi. Chuyện nhỏ như con thỏ. Ôi trời ơi, hắn làm gì vậy? Kinh quá đi mất. Hả? Kinh quá đi mất. Mau truyền sang đây nào. Ê, đi đợi đi. Chạy đi đâu hả chớp chớp? Mau thả ta ra. Chạy mà chưa chớp chớp. Lão muội, mau thả ta ra. Chỉ có thế thôi à. Hả? Đó là lô. Gia đình nông dân siêu phàm chưa bao giờ biết bỏ cuộc. Đã thành chấp chết. Ba ba. Trời ơi là trời. Hãy xem phát minh mới của ta đây. Hả? Mình lao quá Bu ơi. Không biết chúng ta có thể chiến thắng và cứu được anh Quang Hải không nữa. Ngẩng đầu lên nào con trai, chúng ta vẫn chưa thua mà. Phải đó, còn một hiệp lận mà. Cố lên nào anh hai. Cả nhà, hãy nghe ba nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì ba tin rằng chúng ta sẽ chiến đấu rất dũng cảm. Chúng ta hãy tin tưởng lẫn nhau và chiến thắng trận bóng này. Chúng ta là gia đình nông dân siêu phàm. Mọi người yên tâm, em đã có bảo bối đấy rồi. Hả? Thật không chị? Đây là nghiên cứu mới nhất của em và Tám Tuyết đó. Đai cun siêu ngầu. Xin giới thiệu với mọi người đôi giày siêu à. Đôi giày đẹp quá à. Chỉ cần xỏ giày vào là đôi giày sẽ tự động ôm khít vào chân, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Giày cun sẽ giúp nâng cao khả năng của mọi người. Đây là đồng hồ quân thông minh sẽ giúp mọi người liên lạc với nhau trong trận đấu. Wow. Thích không anh hai? Đôi giày vừa thích chân luôn nè. Thích quá đi. Wow. Ở hiệp 2, chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật bất ngờ. Mọi người hãy cố lên. Em có kế sách này. Hiệp 2 chắc phải ghi 20 trái mới đã. Làm thủ môn như ta chắc lục nghề quá à. Hai người đừng có mà chủ quan đó nha. Có robot Quang Hải thì còn lâu tụi nó mới thắng được. Đáng yêu quá đi. Chẳng con bò đó lại. Chạy đi đâu vậy bếp con? Cô Lô, ông lại đi bắt nạt trẻ con hả? Ta bắt nạt nó thì biết làm gì được ta nào. À, ông mừng hơi sớm đó. Hồ Lô, bị chậm chết rồi. Ba bự chết tiệt, trả bóng cho ta. Bố dẫn ba bự lại. Ba, có giận. Đừng hòng lấy bóng. Con tới đây. Yeah. Hả? Bọn ta cũng tới đây. Nhỏ chứ còn thỏ. Khung thành của bọn ta bất khả xâm phạm, nghe chưa? Con bò vô dụng. Hả? Chúng ta mãi quá mà không nghĩ con bé Tám Tuyết. Yeah. Giỏi quá. Nhờ có công của bà Mu đó anh hai. Nhưng mà chân bà Mu bị thương rồi. Có sao không Mu? Phải cho bà Mu nghỉ ngơi đi thôi. Hả? Chị chưa đá bóng bao giờ mà. Chết chết yên tâm, chị đã có kế hoạch. Nhục nhã quá đi lão bụi. Để một đứa con nít kia bà. Ông làm như mình giỏi lắm vậy. Cái đồ hậu đậu như ông mà đòi chê bai người khác hả? Hai ông im hết đi cho ta. Đã nói là đừng có mà chủ quan rồi. Cho các người xem vũ khí của ta nè. Cái gì kia? Đám robot kia, nó có phải là bóng đâu. Vậy bóng thật đâu? Bóng thật đâu rồi? Kia kìa. Lại mũi đốt bị nóng hả? Xin bảo bóng trong chóng bay đây. Hay lão mũi. Có mũi nữa. Lão Bụi, ta ở trên này nè. Con thỏ thì lên đây mà bắt ta. Mày dám thách ta hả? Xem đây. Ôi, ta sợ quá. Ta sẽ móc dùng nguyên thơ nguyện. Lão Bụi, sao ông lại bỏ cụ con thế kia? Trời ơi là trời. Lão Bụi cứ vui vẻ chơi đi nha. Không xong rồi. Bố nè. Tam Túc, em giỏi quá. Không cần dùng đến cái này nữa. Yeah, chúng ta gỡ được 2 bàn rồi. Sao ta biết được thơ nguyện lừa ta chứ? Là vốn ngây thơ mà. Mi còn nói nữa hả? Im hết cho ta. Hả? Chớp chớp có chừng. Đâu dễ như vậy. Ai chớp chớp? Đón lấy nè Tam Túc. Hả? Cho Mi con chip này nè. Có hiệu quả không ta? Hả? À. Hả? Sao con robot lại hành động kỳ không như vậy? Con robot kia làm sao vậy? Con vô vậy chứ? Sao lại hành động kỳ cục như vậy chứ? Con robot này bị làm sao vậy? Ai? Ai? May quá, phải vẫn cản được bóng. Đón tiếp này lão bụi. Bọn ta đến giúp ông đây. Đừng không. Các người dám coi thường ta hả? Xem ta đây. Tuyệt chiêu cánh quạt siêu tốc đây. Không thể nào. Cứu ta. Khô lô chơi tất tại địa ông. Được, vũ khí cuối cùng của bọn ta. Xem các người làm sao mà thắng được. lấy bóng nè. Anh ơi, cố gắng bảo vệ không thành. Vẫn còn một quả. Cái gì? Tên Papa đáng thương ghê. Papa siêu đẳng. Anh giỏi quá. Cũng nhờ những buổi tập vất vả của chúng ta đó. Chúng ta hãy kết thúc trận đấu này trong chiến thắng nào. Các người dám coi thường ta hả? Robot, lên tiêu diệt chúng cho ta. Ba, để con dẫn bóng vụ robot bạch tuộc. Ba chờ con truyền bóng. Đức, cẩn thận nha con. À, lão bụi ngất không dậy được rồi. Lão bụi, mau đứng dậy cản bóng. Ta mệt quá. Robot bạch tuộc, mau ngăn chết chớp lại. Anh Chớp cẩn thận, cánh tay bạch tuộc phía trước kìa. Chớp, ba ở đằng sau. À, kia rồi, ba của ba nè. À, lão bụi, máu chặn ba bự lại. Ta biết rồi. Mạnh quá không đỡ nổi. Chắc người nên nhớ ta còn đang giữ tên Quang Hải đó. Các người ngoan ngoãn chịu thua đi, may ra bọn ta tha cho tên Quang Hải. Các ngươi không thể đem ta ra để khống chế gia đình nông dân siêu phàm được nữa đâu. Không thể nào. Sao tên Quang Hải lại thoát ra được chứ? Phòng giam phong cái kiểu gì vậy? À, Quang Hải. Em được bò mu và các bạn thú rừng cứu chị ạ. Các người đã thua thảm hại rồi. Ta không chịu thua được. Robot bạch tuộc, chuyển sang chế độ chiến đấu. Này, Liên hiệp ác nhân, các ông có muốn nếm thử sức mạnh của bóng cun lần nữa không? Sức mạnh của bóng cun? Ê, ta không muốn bị hóa thành bé tí như lão bụi đâu. Ê. Ta nghĩ trận đấu này không nói lên điều gì cả. Hẹn các ngươi một ngày gần nhất, bọn ta sẽ tái đấu. Bọn ta sẽ thắng các ngươi trong một trận đấu khác. Các ngươi hãy đợi đó. Làm gì dễ đi thế? Xem đây. Hôm nay sẽ có hoa sớm quá ha cả nhà. Nhận ngay một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi Kun Tỷ Phú. Tết Kun Tỷ Phú trao tỷ nụ cười, nhận tỷ niềm vui.